Xin hiểm chào thầy cô, anh chị và các bạn. Em tên Lý Tấn Đức, IE48 đã thực tập tại khoa ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay em xin trình bày về báo cáo khảo sát xử lý chất thải của gia đình sinh viên Cờ Tum đang đi thực tập tại khoa ngoại tiết niệu học kỳ 3 2024. Và bài khảo sát của em gồm có 5 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên á, là gia đình bạn thì có hút hầm cầu không và tần suất bao lâu một lần? Câu hỏi thứ hai là gia đình bạn có nuôi trâu bò heo gà không và xử lý chất thải thế nào? Câu hỏi kế tiếp là gia đình bạn có xử lý các hữu cơ không và xử lý thế nào? Câu hỏi thứ tư là hãy tự đánh giá mức độ thành thạo trong việc phân loại rác sinh hoạt của bản thân. Và câu hỏi cuối cùng là hãy tự đánh giá mức độ thành thạo trong việc phân loại các thải y tế của bản thân. Về thành phần tham gia thì khảo sát này có sự tham gia của 125 sinh viên sinh viên đang thực tập tại khoa niệu ở ba bệnh viện. Có tham gia thì gồm có là Y45 là chiếm 68%, Y47 chiếm 16% và Y48 chiếm 16%. Về sinh viên tham gia khảo sát ở ba bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì chiếm tỷ lệ 40%, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ thì chiếm 33,6% và cuối cùng là Bệnh viện Đại học Y Dược thì chiếm 26,4%. Biểu đồ đầu tiên là biểu đồ về số lượng gia đình có hút hầm cầu và tần suất hút. Qua biểu đồ thì ta thấy được rằng là có khoảng 44,8% có hút hầm cầu, 19,2% thì không bao giờ hút, 36% là không biết. Đến đây thì em thấy rằng là câu hỏi của em chưa hợp lý ở chỗ là chưa làm rõ được vấn đề. Và em nên thêm một câu hỏi nữa là nhà các bạn này có toilet không? Vì không bao giờ hút sẽ có ba trường hợp là có thể là các bạn đi câu cá, hoặc là hố tự hoại của gia đình các bạn rất lớn, hoặc là do gia đình các bạn có hút mà các bạn không biết. Ngoài ra thì con số 36,36% nó không biết cho ta thấy là vẫn còn nhiều bạn sinh viên chưa thực sự quan tâm đến việc phân xử lý phân của gia đình mình. Biểu đồ tiếp theo á, là biểu đồ về số lượng gia đình có nuôi trâu bò heo gà và cách họ xử lý các thải. Có khoảng 80,8% các hộ gia đình không nuôi trâu bò heo gà, và phần còn lại có nuôi. Nếu ta chỉ xét những gia đình có nuôi á, thì có khoảng là 50% chất thải được ủ lọc phân bón, và khoảng 12,5% chất thải được đổ xuống sông và chôn dưới đất. Có 12,5% thì được xử lý chuyên nghiệp và 25% thì được xử lý cách khác. Qua biểu đồ này thì ta thấy là vẫn còn không ít hộ gia đình xử lý chất thải chăn nuôi bằng cách là bỏ xuống sông hoặc là chôn dưới đất. Đây là điều đáng báo động vì việc này sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và đất, từ đó gián tiếp gây hại cho sức khỏe của con người. Biểu đồ thứ ba là biểu đồ về cách xử lý các hữu cơ của các hộ gia đình. Thì nhìn vào biểu đồ này thì ta thấy rằng là có tới 68,8% mọi người xử lý các hữu cơ bằng việc đưa vào hồng ép chung, chỉ có 8,8% xử lý bằng cách phân loại và ủ làm phân bón, 12,8% đem cho người nuôi gia súc và 9,6% xử lý một cách khác. Qua biểu đồ ta thấy là điều đáng buồn là đa số mọi người xử lý các hữu cơ bằng cách đưa vào thùng ghép chung, vì không phân loại các hữu cơ gây ra nhiều khó khăn và tốn kém trong quá trình xử lý và tái chế các thải, đồng thời thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho môi trường và kinh tế. Biểu đồ kế tiếp là biểu đồ về mức độ thông thạo của sinh viên trong việc phân loại rác thải rắn sinh hoạt. Ở biểu đồ này ta có thấy là chỉ có khoảng là 16,8% các bạn phân loại thành thạo và vẫn còn tới 80,8% biết phân loại nhưng chưa thành thạo, và có tận 2,4% các bạn không biết phân loại. Đến biểu đồ cuối cùng thì đây là biểu đồ về mức độ thành thạo của sinh viên trong việc phân loại rác thải y tế. Chỉ có khoảng là 59,2% phân loại thành thạo, 38,4% biết phân loại nhưng chưa thành thạo, và có tới 2,4% không biết phân loại. Đây là điều đáng buồn vì theo em nghĩ chúng ta đều là các nhân viên y tế tương lai, nên tất cả chúng ta cần phải phân loại rác một cách thành thạo. Do vẫn còn khá nhiều bạn chưa biết phân loại thải y tế nên thành thạo, nên em xin nhắc lại về cách phân loại cái thải y tế. Về chất thải rắn thông thường như là thức ăn thừa, hoa quả, lá cây thì sẽ được bỏ vào thùng màu xanh. Các chất thải thông thường dùng để tái chế như là vỏ chai dịch truyền không dính máu, vỏ chai nhựa, thủy tinh hoặc thuốc thì sẽ được bỏ vào thùng trắng. Các chất thải lây nhiễm không sắc nhọn như là bông, băng, gạc, găng tay và các chất thải không sắc nhọn khác có dính và thấm máu thì sẽ được bỏ vào thùng có lót túi màu vàng. Đối với các chất thải lây nhiễm sắc nhọn như đầu kim thì sẽ được bỏ vào thùng hoặc hộp sáng thủng màu vàng. Còn các chất thải nguy hại không lây nhiễm như là dược phẩm quá hạn, hóa chất có thành phần nguy hiểm, thiết bị vỡ có chứa thủy ngân sẽ được bỏ vào thùng có màu đen. Qua báo cáo thì cho thấy chúng ta cần phải tăng cường nhận thức và giáo dục về việc phân xử lý chất thải và phân loại các thải trong cộng đồng, và chính bản thân mỗi sinh viên cần có thói quen phân loại rác thải đúng, đặc biệt là với các sinh viên y.
thì việc cải thiện thói quen này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào phát triển bền vững cho xã hội. Thì bài báo cáo của em đã kết thúc, rất mong sự đóng góp của các thầy cô, anh chị và các bạn. See ya.